Hạnh đồng hành cùng chương trình. Nick hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiết mục thảm họa MC, vòng tràng pháo tay dành cho Phan Phúc Thắng. Loa 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 loa, bà con chúng ta mau cho chàng pháo vỗ tay đón chào MC Phúc Thắng. Xin được hân hoan hào hứng hồ hởi hí ha hí hừng hớn ha hớn hở chào mừng tất cả quý vị quan khách đến tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể Lâm qua đời, sánh duyên cùng cô dâu Nguyên Hòm Tử Thi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu như bát bún riêu, không ăn cho hết để chiều nó thiêu. Và đố ai cắt nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều bóng em lấp ló bên cầu khỉ, thấy em rên gì thế là yêu. Vâng, và chính vì sự ngọt ngào và tào lao của tình yêu đã dẫn dắt cô dâu chú rể, đã thầm thò thầm thụt, đã giấu cha giấu mẹ để đến với nhau nên duyên chồng vợ. Sự hiện diện đông đủ của quý vị ngày hôm nay đã góp phần tăng thêm thu nhập cho hai gia đình chúng tôi. Vỗ tay. Vâng, kính thưa quý vị, đám ma nào thì cũng phải có người chết. Và trong đám cưới thì không thể thiếu được cô dâu và chú rể. Và bây giờ xin dành một tràng pháo tay to dã man con ngàn để cùng chào đón cô dê và chú rể. Vậy 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 vậy. Cô dâu và chú rể. Dạ chị. Thằng âm binh kia, vậy sao mày lại mở nhạc chưa bắt giới? Trời ơi, cái nhạc này nó thích hợp với con người này nè. À thế à? Thưa quý vị, quan khách hiện diện trên sân khấu bây giờ đây là cô dâu và chú rể. Quý vị thấy cô dâu chúng ta có xinh không ạ? Vâng. Quý vị có thấy chú rể có đẹp không ạ? Vâng. Đây chính là mối tình, cái xinh nó đóng đinh vào cái đẹp. Vỗ tay. Quý vị thì cỗ nào cũng phải có thịt gà, mà đàn ông phải có đàn bà mới vui. Thế là họ đã hòa quyện với nhau và cuối cùng gạo cũng đã nấu thành cơm. Vâng, tơ hồng thắm đượm từ đây, lễ trao duyên mới, vỗ tay chúc mừng. Lên đây. Cảm ơn mấy đứa. Xin cảm ơn một vũ đoàn đang nổi của xóm ta, vũ đoàn Vong Linh. Lên đây. Hết rồi, lên gì nữa, hết rồi. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Vâng, thưa quý vị, các vũ công đang lên cho nên là đang hơi máu, rất mong quý vị thông cảm. Vâng, đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, xin một tràng vỗ tay chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài thơ. Đố ai cắt nghĩa được chữ hôn, có khó gì đâu dạ bồn chồn. Hai đứa bên nhau ngồi sát lại, dùng răng chắn lưỡi thế là hôn. Và bây giờ là tiết mục hôn nhau. Không. Cô dâu cho chúng tôi mượn đóa hoa một chút ạ. Bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể. Chú rể quay về phía cô dâu 37 độ 5, còn cô dâu quay về phía chú rể 35 độ 7. Lúng túng quá còn không biết độ nào nữa. Bây giờ em cô dâu quay sang bên kia. Vâng. Bây giờ xin mời cô dâu đặt tay lên vai của chú rể ạ. Đấy là cái đầu. Đặt chỗ khác ạ. Cái vai ở đây này.
Và bây giờ thì xin mời chú rể đặt lên eo cô dâu ạ. Vâng. Eo ở dưới. Dạ, còn lúng túng quá, không biết eo ở đâu. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị. Từ từ, cô dâu nồng độ máu hơi bị cao. Nhà gái đâu ạ? Nhà trai đâu rồi ạ? Vâng. Và bây giờ hai hổ đã sẵn sàng. Nụ hôn bắt đầu. Chú rể hôn rớt luôn cả kính. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới chứng kiến nụ hôn của cô dâu và chú rể. Và bây giờ cô dâu sẽ đáp trả lại chú rể một nụ hôn như thế. Và chú rể bây giờ chỉ việc đứng im, mắt lim dim, tim giật giật để cùng đảm bảo cho tình yêu này tuyệt đối môi không được về trước 1 cm nào. Xin mời chú rể quay về phía cô dâu. Từ từ từ, cô máu quá. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và đây là một quả phạt trực tiếp cách khung thành của thủ môn mồm khoảng chừng 5 phân. Với một hàng hậu vệ răng dày đặc, không biết cô dâu có thể gỡ hòa một đều cho họ nhà gái hay không? Vâng, và bây giờ, nụ hôn đáp trả lại bắt đầu! 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, và kể từ giờ phút này, chúng tôi xin được chúc cho cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc, sống với nhau răng long đầu bạc và cùng đến bên nhau với miền cực lạc. Vâng, chính vì thế cho nên chúng tôi xin gửi tặng quý vị một ca khúc rất ý nghĩa được mang tên Người về từ lòng đất. Đã nhé. Trong một đêm không gian âm u, ngỡ là đi đà đi đúng, đi đà đi đà đi đà đi đà đi đúng, đi đà đi đà đi đà đi đà đúng. Nghĩa trang lạnh lùng lùng. Không phải mày, không phải mày, em thấy vậy mày. Không phải mày, em thấy vậy hả? Không nữa, không phải mày. Không nữa. Cả các vòng đã đứng dậy và các giám khảo chúng ta cũng đã đứng dậy. Một tiết mục quá là hưng phấn. Đây, đứng đây, đứng đây, đứng là đây. Một tiết mục kết đẹp nhất của Cười Xuyên Việt từ trước đến giờ. Nó rất là ý nghĩa. Nó cũng có cái sự cộng hưởng của tất cả những thí sinh mà cho mọi người thấy rằng đây là ngoài là một cuộc thi thì nó là một gia đình, mà trong đó có nhiều anh em. Họ chia sẻ với nhau và họ tôn trọng nhau bởi tài năng, giúp đỡ nhau bởi tình thương và không có cạnh tranh nhau theo một cái hướng tiêu cực nào cả. Cái tinh thần đó của các bạn có đoạt giải, có đi vào, có làm nghề hay không, tôi xin các bạn hãy giữ lấy để giữ cho sân chơi của các bạn lúc nào cũng vui, vui cho chính mình. Khi các bạn vui, các bạn tận hưởng nó, các bạn thuyết phục, tôi tin các bạn vui, cái tôi vui theo, thì bản chất của nụ cười nó là như vậy. Bây giờ nói về cái nhân vật chính. Anh quá tài năng, anh Phan Phúc Thắng ạ. Anh... Nếu mà nói về các bộ môn tiểu xảo, riêng về lĩnh vực ngôn từ, thì anh là bậc thầy trong cuộc thi này, trong cuộc thi năm nay. Các bạn rất yêu thương nhau. Các bạn làm cho tôi thật sự xúc động. Tôi xúc động là bởi vì sao? Các bạn yêu cái nhân vật phụ của mình và yêu luôn bạn diễn của mình. Bây giờ trong lòng tôi không thấy một bạn nào bây giờ phải dừng lại. Mới ý này mới ra thôi, để cho cái lời nói của chị Thủy là các bạn không có nên rời nhau, không có ai nên ở lại hết. Sao? Tôi có lời mời tất cả các bạn vào live show sắp tới của tôi. Ok. Và nguy cơ mất vai của anh Đức rất là cao khi các bạn xuất hiện trong live show của Trấn Thành. Cảm ơn lời đề nghị đó. Bạn Thắng đã chọn được và đã tận dụng được tất cả những gì gọi là thế mạnh của mình trong ngày hôm nay. Ý kiến cá nhân tôi là bạn đã thực sự tỏa sáng. Và tuy nhiên bạn phải cảm ơn tất cả những bạn diễn. Tôi có một cảm giác là hình như không phải cuộc thi nữa, mà đây như là một đoàn nghệ thuật mà các bạn đã cùng nhau hợp tác.
chúng ta nắm tay lại với nhau để tạo thành một trào lưu mới cho hài kịch của Việt Nam. Hãy làm cái điều đó cho cái nghề của mình. Lịch hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lịch hân hạnh đồng hành cùng chương trình.